Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem cái máy, cái loa karaoke của mình đây. Các bạn xem cái loa karaoke của mình, Cubit Boss. Cái loa này êm lắm nha các bạn, hát hay lắm, giọng ấm, nó hút cái tiếng mình phát ra hay lắm. Cái dàn chỉnh âm thanh khúc ở trên của cái loa karaoke vòi mid này, lay mò battery gì nữa. Là nó nói là không cần internet, dàn karaoke di động 5 trong 1, karaoke không dây, chip âm thanh 2634, ngõ ra TV LCD LED, âm ly mid chất lượng cao, lo bass 4 tấc độ lợi cao, hiệu ứng đẩy, cắm sạc ngay sau khi sử dụng, nếu để cạn kiệt lâu ngày bình sẽ hỏng và không được bảo hành. Wi-Fi này các bạn, phát karaoke không dây, 8 thiết bị di động. Hotline của nó nè các bạn, từ 9 giờ đến 21 giờ 0961 071 071 hotline. Lò nó có cái cục sạc nha các bạn, với hai cái mic karaoke. Mic bên đây hai cái mic nha các bạn, hai cái mic. Còn hết cái lò, bây giờ mình sẽ, nãy giờ mình để nó ngoài sân hát, giờ mình lôi nó vô nhà nha các bạn. Đây nó có tay cầm đồ, quên để mình quay phía sau lưng của cái lo cho các bạn xem. Có tay cầm này kéo lên đây, bấm nút này kéo lên. Đó. Để cái mình để nghiêng xéo như cái vali gì đó, bắt đầu mình kéo kéo nè các bạn. Đó. Còn nếu như mà tới cái khúc mà gập ghềnh không thể kéo được thì mình bấm cái nút đẩy xuống. Sao nó xuống ta? Để mình xem. Đáng hồi để mình hồi mình coi nha các bạn. Đây cái tay của nó đây, cái tay này để sách nè. Mình tới cái khúc gập ghềnh mình kéo không được thì mình sách tới đây. Đó, giữa. Phía sau lưng của nó là, phía sau lưng nè các bạn ơi, sử dụng xong phải cắm sạc ngay, không để bình cạn kiệt sẽ làm hư bình, khuyến khích sạc qua đêm hoặc trên 10 tiếng trước khi sử dụng. Các bạn thấy phía sau nó có cái đầu USB karaoke. Lay in lay out nè các bạn. Dưới này là gì đây? Chui. Cực âm cực dương 12V battery.
cái nguồn nè các bạn. Ướp on nguồn. Bảo hành 3 tháng. Bảo hành 3 tháng nha các bạn. Thời hạn bảo hành bình 3 tháng hoặc không quá 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Không bảo hành cho mọi trường hợp bình hư hỏng do để lâu ngày không sạc lại. Mình để lâu mà mình không sạc mà nó hư thì hãng nó không bảo hành nha các bạn. Quay sơ cái loa hát nhạc cho các bạn xem. Mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ bên bạn bè, gia đình và người thân. Bye bye, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.